Tiếp theo chương trình là những thông tin về giá cả thị trường một số loại mặt hàng nông sản mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày hôm nay, giá lợn hơi tại miền Bắc tiếp tục tăng, trong khi đó giá cà phê có dấu hiệu quay đầu giảm. Giá heo hơi hôm nay ngày 8 tháng 6 tại miền Bắc dao động từ 29 đến 39.000 đồng một kg. Tăng mạnh ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình. Hiện giá heo tại các tỉnh này đang ở mức 38 đến 39.000 đồng một kg. Đây là giá cao nhất hiện nay. Các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, giá heo đang ở mức 35 đến 36.000 đồng một kg, tăng 5.000 đồng một kg so với đầu tuần. Giá heo hơi hôm nay ngày 8 tháng 6 tại miền Trung, Tây Nguyên cũng có xu hướng tăng ở vài nơi. Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, giá heo đang dao động từ 31 đến 39.000 đồng một kg, tăng từ 3 đến 4.000 đồng một kg. Tại miền Nam cũng đón nhận xu hướng tích cực. Tỉnh Long An tăng mạnh 3.000 đồng lên 37.000 đồng một kg. Tây Ninh, Đồng Tháp tăng nhẹ 1.000 đồng lên khoảng 31 đến 33.000 đồng một kg. Còn tại Bình Dương, Vũng Tàu, giá heo giảm 1.000 đồng xuống 34.000 đồng một kg. Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm 100 đồng một kg xuống 32.400 đồng đến 33.200 đồng một kg. Trong đó, giá cà phê cao nhất ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk là 33.200 đồng một kg và thấp nhất tại Lâm Đồng là 32.400 đồng một kg. Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên không đổi, dao động trong khoảng 43 đến 45.000 đồng một kg. Trong đó giá tiêu thấp nhất ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai là 43.000 đồng một kg và cao nhất tại Bà Rịa Vũng Tàu là 45.000 đồng một kg. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhiều mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc có nguy cơ gặp khó khăn. Nguyên nhân là bởi Trung Quốc đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe hơn với nông sản của Việt Nam. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn 5 tháng đầu năm ước đạt 1,08 triệu tấn, giá trị khoảng 414 triệu đô la Mỹ, giảm 17,6% về sản lượng và giảm 11% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam về mặt hàng này, chiếm tới 89,2%. Nguyên nhân khiến xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn giảm là xuất khẩu tinh bột sắn suy giảm mạnh trên cả hai kênh chính ngạch và biên mậu. Cùng với sắn, các mặt hàng dưa hấu, chuối, vải cũng đang siết chặt. Tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2019, Hải quan Trung Quốc thực hiện thêm một số quy định mới với một số loại trái cây nhập khẩu từ Việt Nam. Với dưa hấu, Hải quan nước này yêu cầu dùng xốp lưới hoặc chất liệu không có sinh vật gây hại để bọc trái. Vải thiều phải đóng gói trong thùng xốp có in tem chìm. Hầu hết trên giấy, túi bọc quả phải có in mã vạch, thông tin truy xuất nguồn gốc. Trung Quốc ngày càng siết chặt nhiều mặt hàng của Việt Nam vì hàng xuất khẩu sang quốc gia này tồn tại nhiều vấn đề như làm giả giấy chứng nhận, tờ khai, đơn hàng, nhiều nông sản vi phạm tiêu chuẩn chất lượng nông sản.